Đúng nghĩa 100% là chỉ làm dàn chân, không làm bất cứ gì hết, không làm máy. Thì làm dàn chân là gì? Thì toàn bộ là cái bánh sau nè, từ gấp ghiết đồ rút trở ra nè là dàn chân nè. Toàn bộ cái thắng trước nè, cổ phục chân ba nè là dàn chân nè. Đó, thì ở đây là giữ thắng các bạn thấy hư rồi nè. Ở chương mục là làm dàn chân cho xe phun trời neo GT125. Thì cái làm dàn chân này áp dụng được cho mọi dòng xe phun trời nè, quay nè, rim nè, ẹt nè, xe ga nè, xe số nè. Đó. Rồi, thì bây giờ là chủ xe sẽ cho một cái mức kinh tế, bất kỳ ai cũng vậy nha. Bởi vì sao chủ xe phải cho cái mức kinh tế? Bởi vì em làm là vài trăm nghìn cũng có, vài củ khoai lang cũng có, rồi á bao nhiêu tiền cũng được hết. Nhưng mà quan trọng là kinh tế người chủ xe, người ta trả tiền cho mình mà, người ta trả tiền để mình đem lại cách phục vụ tốt nhất. Thì à, anh có nhiều không, cái này là em không dám hỏi nha. Ví dụ như là anh sẽ nói là cái khoản anh muốn đó, như chủ xe này là em sẽ làm cho ảnh là nhiêu đây đổ về. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành em làm những gì em quay cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi giờ nhiệm vụ đầu tiên á là rút bánh sau ra, kiểm tra mặt đạn bánh, với lại á là đóng thân bu, đóng cúng ở đầm. Em hai tay cầm điện thoại, các bạn thông cảm em nha. Mặt đạn bánh sau thì bỡ một cái nè, với lại á phải kiểm tra gấp coi thử nó một gấp hay không nữa. Những cái xe neo này nó dở một gấp nó dứng lắm nha các bạn. Lấy rồi em rút ra hết sạch sẽ quay cho các bạn coi. Neo này neo 206 nè. Kiểm tra mặt đạn là làm sao và kiểm tra lưng mặt đạn là làm sao. Quay lại lưng mặt đạn nè, mặt đạn bể nè, ở các bạn thấy không? Rồi còn lưng mặt đạn là gì, tăng bu là gì? Giờ tăng bu trước đi, tăng bu là cái này nè, các bạn thấy nó sọc rất là nặng không? Thì kêu là sọc tăng bu và hết nữa, nó mỏng dánh như lá lúa nè. Cái phần mỏng là phần nào chỉ vô, cái phần mí ở ngoài ở đâu nè, qua đây cầm nè, là tăng bu mỏng là vậy nè, các bạn thấy nó mỏng không, mỏng dánh nè, mặt đạn bể nè. Thì cái này kêu là tăng bu, mình sẽ đóng tăng bu lại. Tại sao nhiều anh em hỏi là ủa mình thay bố thắng rồi mà đạp xuống vẫn còn rất là sâu, hoặc là cái bát cần thắng á, bát cần thắng này nó tăng vô hết nè, đó tăng vô nhiều vậy nè, là tại sao, là tại vì cái tăng bu các bạn nó hết, các bạn phải đóng tăng bu lại. Còn khi mà mặt đạn bể thì mình thay mặt đạn này là không nói, nhưng mà các bạn phải đóng ra để coi thử là nó có lỏng lưng hay không nữa nha các bạn. Lỏng lưng là cái lưng là cái này, lưng mặt đạn là cái này, là ở phần này nè, cái phần mà tiếp xúc giữa cái lưng mặt đạn và cái mâm của mình á đó. Rồi thì bây giờ em sẽ rút ra, em cảm ơn các bạn. Rồi chào các bạn, thì bây giờ là khi mà vệ sinh heo dầu bất cứ xe nào nè thì em sẽ đều mở ra vậy hết, mở ra vậy làm chi, để mà vệ sinh sạch sẽ được bên trong lẫn bên ngoài. Thì ở trong cái cụm, cái này kêu là cụm dầu tháng trên, trong cái phiếu tính tiền em sẽ dùng từ là vệ sinh cụm dầu tháng trên là cái này, và vệ sinh heo dầu tháng dưới là cái này đó. Thì cầm dầu thắng trên, ở trong cầm dầu thắng trên này thì nó sẽ có là một cái ruột tia ben. Thì các bạn thấy là nó đóng sình, đóng đất, đóng cát, đóng cặn là cái này. Thì khi mà cái này em sẽ thay thế bằng một cái ruột tia ben hãng đó, trong hãng mình nó sẽ có bán đó. Rồi là cầm dầu thắng trên, còn ở dưới heo dầu thắng dưới á, nó sẽ nhiều chi tiết hơn, bởi vì nó sẽ có hai cái bát heo. Thì trong cái hai bát heo này nó sẽ có hai cái phốt, và nó có bốn cộng sinh, heo mình heo hai bít thì nó có bốn cộng sinh. Thì đây phốt heo có sử dụng là phốt heo hãng. Rồi bốn cộng sinh em có sử dụng là bốn cộng sinh hãng. Rồi đó là quá trình nó là vệ sinh, thì lát nữa em sẽ quay cho các bạn vệ sinh sạch sẽ xong hết em sẽ quay. Còn cúng ở đầm nè thì mình sẽ kiểm tra con thử là nó có lỏng cốt hay không, và mình sẽ vệ sinh này sạch sẽ lại thay vô bố thắng hãng đó. Rồi cù dĩa rồi cũng vậy, mình kiểm tra là cái lưng cù dĩa nó có lỏng hay không, nó cũng như mặt đạn bánh nha, kiểm tra lưng cù dĩa có lỏng hay không thì sẽ đóng lưng cù dĩa, nếu không lỏng là đóng thay mặt đạn. Rồi cảm ơn các bạn, và sẽ kiểm tra gấp và thay nhôm sinh dĩa chủ xe luôn. Dạ chào các bạn, giờ đây nè các bạn thấy mở ra vệ sinh sạch hết ở trong ha. Rồi tiếp đó nó là vệ tia ben vậy nè, là mình rửa là mình sẽ rửa sạch sẽ hết ở trong luôn nha các bạn. Cốt nè đó. Rồi bố thắng này bố elite, thì ai không đủ tiền á thì xài bố elite, còn ai đủ điều kiện kinh tế á, xài bố hãng. Mà các bạn thấy cái này dĩ thắng nó hư cho nên bố này nó ăn không đều luôn nè, mặt một mặt láng nè, thấy không, mặt không láng nè. Rồi em sẽ xài lại là bố hãng chủ xe nè, xin phốt hãng thì bên hãng là hồi nãy em có quay rồi nè. Rồi vô cốt á, cốt á đùm em vô bản này là mới đúng là của hãng nè, chứ còn mà mấy cái chai mà silicone rồi các bạn vô là
đâu có đúng đâu mà lên múa quá múa. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Thì đầu tiên cúng á đùm nè, là em sẽ thấy cúng á đùm hãng vô cho chủ xe là một nè. Cần thắng á, chủ xe nó đạp thắng xuống nó tuột luôn luôn, thì em sẽ thay cần thắng mới cho chủ xe là hai nè. Full bộ cao su gấp sao là nó mòn cái này, anh em cho em thay được chưa nè, đúng không? Rồi em thay full bộ cao su gấp hãng, hai cục canh bánh hãng. Thì bữa giờ fan trung thành của Tây Quân Điển có ai trả lời được tại sao phải thay hai cục bánh hãng với lại hai phốt bánh hãng không? Nếu có câu trả lời comment cho bên dưới nè, sẽ được tặng một bình nhớt. Anh trai anh tới đó ngồi giùm em đi. Dạ. Cốt chống này là rất là quan trọng nha. Và tại sao thay cốt chống? Nếu mà không thay cốt chống á, các bạn sẽ bị như vậy nè, bị lắc cốt á. Ủa sao người ta qua đó thì cũng phải qua đó chứ, nhưng không tao khùng hay sao quay đít tao, quay đít tao làm chi? Anh em nào biết lắc cốt chống là làm sao không? Loại này cao su chống đứng xài lâu quá nó mòn, cao su chống đứng em sẽ thay cao su chống đứng nằm ở đây. Cái này là cao su chống đứng này các bạn. Nút công tắc thì anh có nhờ em là kiểm tra nút bên nút xi nhan và nút pha cốt. Này là cao su gấp, cao su gấp thì nó nằm ở đây đó, thì đi lâu rồi mòn rồi su gấp, rách cao su gấp. Này bộ nhôm sinh dĩ, còn này bể đầu đèn trước sau là để chống rèo đèn các bạn. Máy xe neo này nè nó bị bể đầu đèn á, thì em thay ốp đầu đèn trước bộ đồng hồ sau đó. Mặt đạn bánh em sử dụng mặt đạn bánh RTN. Rồi camera quay đây cho mình luôn, trong quá trình mở ra dây điện trên xe có đứt ha, cao su là cũ quá nó mục nó tét hết rồi. Rồi em cảm ơn các bạn nhiều. Rồi chào các bạn. Rồi các bạn thấy nó dày cui lại không? Đó nó dày cui nè, là chủ đóng em mua thì cái gì vậy? Là cái phần mới nè, nguyên vòng tròn nè. Đó các bạn đang thấy là nó dày cui lại đó. Bạn này bánh em thay mới rồi nè. Rồi cầm cái cao su gấp lên coi. Đó. Thì các bạn đi lâu nó bị rách thì mình phải thay cao su gấp để nó êm sơn hơn. Bác Cần Thắng cú má đùm em thay mới, Diễm thay mới. Đó. Rồi bạn đạn của Diễm ở trong nè thì em thấy mới đó. Rồi thì bây giờ sẽ tiến hành ráp cái bánh sau vô. Cái này là cao su đùm, em thay xài cao su đùm hãng luôn. Em sẽ đọc những hạng mục em làm và em sẽ giải thích rõ lại một lần nữa, bởi vì hôm nay là những cái dịp cuối năm thì em không có nhiều thời gian quay chi tiết cho các bạn bỏ qua sai sót này cho em. Đầu tiên là em thay bộ đồng hồ sau và ốp đầu đèn trước. Thì tại sao phải thay bộ đồng hồ sau và ốp đầu đèn trước? Bởi vì những cái xe neo này nè, những dòng xe Honda rất là dễ hư và rè cái bộ đầu đèn. Thì những cái chân nè, chân ngàm là gì? Những cái chân ngàm đây nè, kêu là những cái chân, những cái ngàm ở trong đây đó, là nó sẽ bị nứt, bị bể, bị tét. Thì mình có hàng nhựa lại, các bạn biết đây là nhựa chết, nó sẽ không thể nào mà nó cứng cáp được nữa. Cho nên chủ xe sẽ chọn phương án là thay mới. Và khi thay mới như vậy thì các bạn sẽ hàn một cái gọng đầu đèn ở trong này, nó an toàn hơn. Đây là cái gọng đầu đèn em hàn thêm vào cho chủ xe. Rồi chủ xe có nhờ em là kiểm tra cái nút pha cốt khi mà câu đèn á, thì nó bị cái, chủ xe có đi cái đèn cầu nha, nút pha cốt là nút này. Rồi em làm cổ phục chẳng ba trước và phục sau lại cho chủ xe luôn. Thì xe này có hư là hai ti phục, thì hai cái ti phục hư và tất cả đồ cũ em sẽ trả về chén cũ rồi mình làm lại. Cái đồ cũ xe này đâu để đâu à? Đây, để lấy ti phục ra anh quay ti phục nha. Đó thì khi mà mình làm nè thì các bạn sẽ thấy nè, là đó, mình sẽ sử dụng mờ bò chỉ để khi các bạn có đi lâu trời mưa đồ á nó sẽ chống trôi. Và phần đầu lòng này nè thì các bạn thấy xì nhớt dưới đây không, thì lát nữa em sẽ thay cái xin chỗ đây lại cho chủ xe luôn để mà nó không bị xì nhớt. Rồi cái này xe này hồi nãy ai lấy giờ hai ti đâu trả lại anh, cái hai ti phục á trả lại. Rồi đó cái bịch đồ cũ thì em trả giờ lại ha. Em vệ sinh là cùm dầu thắng trên, cái này em dùng từ là vệ sinh cùm dầu thắng trên và heo dầu thắng dưới. Thì cái hệ thống mà thắng dĩ phanh ở trước này á, nó là sao, nó bao gồm là một bộ đi liền với nhau là cả trên và dưới. Khi các bạn bóp cái tay các bạn nó bị nặng, nó không có mượt và nó sực á, thì các bạn sẽ cần làm những cái này. Thì những cái xe mình, những cái xe neo này nè, các bạn coi ngày hôm nay của em nè, full cho neo nè, neo RT đúng không, full chỉ ít nè, FI nè, full cho neo xăng cơ nè, rồi full cho mặt nè, ở neo xăng cơ full mặt nè, full led nè, là các bạn đủ biết là riêng về dòng 150 các bạn phải kiếm ai rồi đúng không.
Rồi thì cái phu cho lép thấy vậy nha, nó dở lắm nha các bạn. Ngay cả cái việc cái thắng của nó luôn, cái thắng có những cái xe phu cho lép đi chừng 3 tháng thôi là xe mới luôn các bạn, đi 3 tháng là bóp nó bị sượng rồi, nó dở vậy đó. Còn đây phu neo bền, nhưng mà những cái xe này là người ta chạy mười mấy năm bắt buộc ta phải vệ sinh lại. Em thay dĩa tháng trước, dĩa tháng trước của xe phu cho neo là một trong những thắng mắc tiền, giống quay tháng 110, mắc tiền giống nha, chứ không phải là em nói nó giống, mắc tiền giống quay tháng 110, phu cho một, phu cho neo, phu cho hai, những cái dĩa tháng trước của nó rất mắc tiền. Và 4 tháng trước của nó cũng mắc. Nếu các bạn sử dụng đúng đồ hãng, anh em nào muốn rẻ cứ nói em sẽ thay đồ lô vô cho các bạn. Và ở đây nè, các bạn sẽ thấy được là hai vùng tâm bánh trước và hai cái phốt bánh trước nè, mình thay mới. Thì khi các bạn thay mặt đèn bánh trước, các bạn phải thay cái phốt này và cục canh. Bởi vì khi mà thay cái phốt này á, cái lợi của nó sẽ chống được vô nước. Đó, và các bạn kiếm những cái xe ga á nha, em hay làm những cái xe ga, em có giải thích về vấn đề tại sao phải thay phốt và thay cục canh. Quá rẻ tiền luôn nha, phốt và cục canh rất rẻ tiền mà lại đảm bảo an toàn cho các bạn. Rồi, cao su ghét chân sau, cao su ghét chân trước là em không thay nè, bởi vì em thấy còn được, em chỉ thay cao su ghét chân sau nè. Rồi, em thay cao su chống đứng, bởi vì em có làm cố bắt đùm lại, em làm lại cho nó khỏi lắc á. Đó, thì em thay cao su chống đứng. Em thay một cái cần số và cái cần thắng. Rồi, quay lên cần số nó quá mòn em thay nha. Em thay cần số và em thay cần thắng. Thay cần thắng chi? Để mà nó khỏi lắc các bạn. Cần thắng cũ anh lắc lắm, còn này mình thay cần mới. Anh nói là sao thắng đủ, anh đạp nó cu luốt à. Cái phần thắng sau xe này nè, em xử lý rất là kỹ nha. Em thay cần thắng nè, em đóng tăng bu má đùm sau nè, em đóng lỗ cốt má đùm nè, em thay bu thắng sau nè. Em làm lỗ sườn lại luôn, là cái đó là dứt điểm hoàn toàn về cái phần thắng sau đó các bạn. Thắng trước em giải thích rồi, còn thắng sau nó sẽ đi nguyên bộ nè. Cần thắng nè, cố cần thắng nè, cố má đùm nè, má đùm nè, và tăng bu bánh sau, bạc đèn bánh sau, bố tháng sau, là cái đó là nguyên bộ của tháng sau đó. Rồi em thay nhôm sinh dĩ, 5 bạc đèn bánh, bố tháng sau, đóng tăng bu đó là đọc hết rồi, và ra vô vỏ quanh dồi, lợp yên. Thì cái này, yên này em lợp lại rồi nè, em sử dụng là cái da này để cho nó khỏi tuột đít, ngồi nó chắc chứ cái da trơn em không thích. Và em sửa cái ổ khóa lại, các bạn thấy em gỡ ổ khóa đó nè. Thì lát nữa em sẽ quay, lúc em ráp lên hết em sẽ quay cái vụ sửa khóa này cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Neo RT chỉ làm dàn chân, xong xuống 100% em tự rửa nha. Cái việc rửa này là không bắt buộc nha các bạn. Anh em đừng có bắt em phải rửa nha. Anh em nào muốn rửa thì bỏ vô tiệm rửa xe rửa. Em rảnh thì em mới rửa, em đông em không có rửa nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, neo làm dàn chân á thì camera đứng xa đang chút. Các bạn thấy xe người ta cũ là cũ đúng không? Nhưng mà khi mà làm á thì thật sự xe nào cũng vậy, xe nát, xe ghẻ, xe cóc, xe đẹp gì cũng vậy. Em rửa sạch sẽ một cái là các bạn thấy xe là nó tự động là nó nhẹ hẳn ra, nó mạnh lên là các bạn. Ví dụ như bình thường không rửa xe chạy có 20, rửa xe xong chạy 60 đó. Yên này em lợp lại rồi nè, các bạn thấy cái form yên nó gọn không? Rồi bô đồ em rửa sạch sẽ, vệ sinh đồ cho anh ta đó. Làm xong cái xe thì nói chung là do tay chân anh em thợ các bạn, nó cũng dính nhớp dính nhau đồ, thì khi làm xong á thì em cũng vuốt sơ qua một cái cho các bạn. Và ở đây thì xe này nguyên phần máy em sẽ không có nhận em làm, nhưng mà em thấy có xì nhớt á, thì em thay hai cái sim giùm chủ xe là một. Cái vấn đề thứ hai là bất kỳ những cái xe các bạn đừng ngại là làm ít làm nhiều rồi cái này kia, sợ làm ít em không làm. Mình nói với bạn đó, như xe Winner X nè, xe Winner X này là đây, các bạn sẽ thấy là vô á, là các bạn coi cái bố thắng nè, đi mòn tới cỡ này nè, mà chủ xe chạy rồi ráo các bạn không đủ điều kiện nên thế. Ôi chết đi, má hồi nãy anh thấy, nhưng mà biết sao hôm nãy còn trên xe là một rồi phải cầm lên nè. Các bạn nghĩ là thằng này nó chạy tới chờ em một phút nha, là vậy nè, hồi nãy nó chạy tới thì cái dĩa nằm trên xe thì mình thấy cái mặt này mình cũng nhìn được đây sơ sơ, nhưng mà mình không có nghĩ tới nỗi là kêu là sao ta, dùng từ là bén hơn dao cào râu. Nói chung là các bạn coi mấy clip mà vui trên mạng các bạn thấy mà chạy mà rớt ra luôn á, là cái này là nó gần rồi đó, có thể cái này là bẻ bằng tay được nè, bẻ nó biến dạng luôn nè, đó là các bạn biết nó mỏng cỡ nào rồi đó. Thì em cũng thay lẻ không nè, à quên là vậy nè, nó vô nó kêu thay cái dĩ không thì em vẫn thay cho nó bình thường nha các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ, đối với tình trạng bố này mà thay cái dĩ không nè, thì ví dụ thay cái dĩ mới vô nó hư cái dĩ thì các bạn cũng phải tự chịu, cho bố này nó đụng vô tới sắt luôn mà. Nhưng mà bây giờ điều kiện kinh tế mỗi người khác nhau, mình đâu có ép ai làm giống ai được đúng không các bạn. Thì bây giờ chủ xe có tiền thay cái dĩ thôi sẽ thay cái dĩ.
Cảm ơn các bạn nhiều.